À, xin chào cả nhà. À, thì hôm nay bé Mai ra đây nó nịnh mình nè. Bé ơi. Gấu kìa. Bé ra chơi gấu dạng hiếp. Bé Mai cưng nè. À, xin chào cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay chiều rồi nên mình quay cho cả nhà xem lần cuốn của mình. À, nó đùa giỡn tung tăng thì lúc đó có bé Mai nó đã chơi với mình. Con mẹ vàng lúc nào cũng nằm ngắm mình hết đó. À, con mình làm gì rất là vui. Ngủ không cũng giờ thôi.
đây đàn cuối của mình nó thiếu thốn nên nó nghe cái mùi của cái thức ăn viên mà nó liếm 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 hoài cả nhà. Mất tiêu rồi. Thank you.
ok. Vô con. Bỏ đi. Còn khoái rồi nha. Nãy giờ cự lộn um sùm luôn à, thôi xin dừng video tại đây cả nhà à, chúc cả nhà vui vẻ nha. Đấy, ăn chiều xong rồi giỡn tùm lum la luôn. Chào cả nhà à, chuẩn bị mùa xuân mới rồi à, nãy giờ mình ngồi đây mình lặt lá mai nè cả nhà. Lặt lá đã đời, lặt lá cho nó có bông cả nhà, không lặt rồi nó không có bông à, trồng xong rồi lặt. Thôi xin chào. Rồi mem té luôn. Thôi xin chào cả nhà.